Không sai, đây chính là thiên cơ trận mà mình sáng tạo ra. Hồn tướng này là mình tạo theo chủ thủ linh kiếm cốc của tiền giới. Có điều cho dù thông thiên quyết của mình luyện tới ma bị cảnh, vượt qua 7 tầng thiên cơ trận cũng khá tốn sức. Ban nãy Mỹ Ôn Đường xông lên dùng chân khí hộ thể, mình cũng có thể thử xem sao. Chân khí và nội lực của hắn có hạn, còn trong cơ thể mình có linh khí của tinh nguyên chi lực, huống hồ thiên cơ trận này do mình sáng tạo. Khi mình bố trận đã chừa rất nhiều cửa sâu, linh khí hộ thể. Nhược điểm của linh kiếm hồn tướng này là tay phải. Đây là vụ nổ do cơn lốc linh khí gây ra. Hắn có thể tùy ý khống chế linh khí của bản thân. Trận trận thạch vỡ rồi. Từ khi sư phụ bố trí thiên cơ trận này, chưa ai có thể xông qua tầng thứ ba. Lấy nào thật sự là hắn? Người đâu? Mau Diệu Mỹ tiên sinh ra rồi. Hắn đâu? Mau nhìn kìa, thằng nhóc kia đã lên tầng 4 rồi. Cái này qua được tầng 4 rồi. Tầng 5, tầng 6, đến tầng 7 rồi. Tầng 7 là tâm ma. Chàng đi đâu vậy? Ta ở đây đợi chàng lâu lắm rồi. Yên tâm đi, sẽ không để nàng và hai người kia phải đợi lâu đâu. Hắn đã qua được 7 tầng của thiên cơ trận rồi. Đường tiên sinh, ngài không bị thương chứ? Yên tâm đi, không làm hỏng việc của ông đâu. Ê, đây là thể hội viên của anh, theo hiện ước. Sư phụ của tôi tên là... Tôi đã xác định được sư phụ cô là ai rồi. Hơn nữa có lẽ tạm thời cô ấy không có ở đây, cho nên... Thân thế này, tôi nhận. Đợi cô nghĩ rõ ràng, hoặc sư phụ cô trở về thì hãy tìm tôi. Tôi phải đi ăn đây, đi trước chứ. Cảm ơn tiên sinh ra tay tương trợ. Miêu mổ cá mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Trước đây còn khuyên ngài là đừng xông vào thiên cơ trận, mong thứ lỗi. Lần sau khi có người kiến nghị gì với anh đó, thì anh nên cẩn thận một chút là được. Xin hỏi tiên sinh tên gì? Nhận lấy. Đây là... Uống cái này, phối hợp điều chỉnh võn khí, thương tích của anh sẽ hồi phục trong khoảng một ngày. Sao có thể như vậy? Thương tích của mình hôm nay cho dù dùng thuốc tốt nhất chữa trị cũng phải mất một năm. Tiền hay không thì tùy anh. Tôi cũng thấy anh là người hiểu lễ nghĩa cho nên mới đưa cái này cho anh. Ngoài ra, tôi là Đường Tu, sau này sẽ còn gặp lại. Được, Đường Tu. Sư phụ nói, người đó tên Đường Tu thật sự là hắn sao? Có lẽ Mi Ôn Đường khá hiểu cách tu đạo địa cầu, có lẽ sau này sẽ có chỗ dùng tới. 10 giờ, trên biển ngày hôm sau. Hân nghênh các vị đã đến câu lạc bộ Thiên Đường. Hôm nay, giải đấu vua đánh bạc đảo Kinh Môn sẽ chào đón trận thi đấu cuối cùng. Tiếp theo, xin mời tiểu thư Âu Dương Lạc Lạc, chủ của câu lạc bộ Thiên Đường đích thân kiểm tra bài của trận đấu hôm nay. Lạc Lạc, lấy anh đi. Âu Dương tiểu thư, xin con cho anh nhé. Lạc Lạc, anh yêu em. Xin hỏi, Âu Dương tiểu thư, bài có vấn đề gì không? Kiểm tra bài, mời mọi người đừng ồn ào chúng tôi. Mời Âu Dương tiểu thư kiểm tra bài trước. Bài không có vấn đề gì, có thể bắt đầu rồi. Vậy tôi công bố trận đấu chính thức bắt đầu. Tiếp theo xin mời người tham gia thi đấu bước ra sân. Đại diện cho đội Trần Khải là Ma Bạc. Giả Phú Tần tiên sinh, tiếp theo đại diện cho đội của thị đạo này. Một vị không muốn để lộ tên. Tên tiên sinh 20 phút trước. Đường tiên sinh, tôi đã bảo Đại Long theo dõi Giả Phú Tần. Hắn thật sự đã mua chuộc Hà Quan người chia bà rồi. Ngài chỉ cần giấu vài quân bài, với tốc độ của ngài, người khác sẽ không phát hiện đâu. Không còn nói nữa, tôi sẽ không giấu bài, đổi bài. Nếu ông không tin tôi, vậy ông tự đánh đi. Cái gì? Đường Tu kia một ngón tay đã đẩy Giả Phú Tần ngã sấp.
Đúng vậy, anh không ngờ lại đúng phải hắn. Long Chính Vũ nói, anh là Đường Tu đúng không? Lần trước gặp vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là anh em với Long Chính Vũ, Sở Nghị. Lạc Lạc, em làm gì vậy? Tôi thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Rốt cuộc là Long Chính Vũ chấm anh ở điểm nào? Của thị đạo, chúng ta đi. Ê, người ta đang nói chuyện với anh đấy. Chào hai vị, tôi là Hà Quang, người chia bài hôm nay. Trong phòng này được bố trí rất nhiều camera, cho nên mời hai vị tự chú ý hành vi của mình. Trận đấu hôm nay chúng ta sẽ áp dụng thế lệ 5 trận thắng 3. Nội dung thi đấu là poker. Sư phụ, đừng tu hắn. Giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn thôi. Mỗi lần đặt cược không thể dưới 10 vạn, hiện tại hai bên đều đã đổi xiềng xong. 1.000 vạn, nếu cần. Tiền cược có thể tăng lên bất cứ lúc nào. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi khốn nạn đó. Không vấn đề gì, mau bắt đầu đi. Chiều tôi còn phải đi câu cá nữa. Mười quân bài đầu, hắn đã đụng tay đụng chân. Giỏi quá. Cái này 100 vạn. Tôi thêm 100 vạn, tiếp tục đi. Quân bài hắn rút không phải con đầu tiên. Lẽ nào giả phú tần muốn hạ quan cho hắn đồng hô thủng 500 vạn? Có bản lĩnh đấy. Tao theo mày. Hạ quan mau bỏ bờ đi. Tao muốn thằng nhãi này chết sớm chút. Tao đặt 100 vạn. Thằng nhãi, mày có theo không? Mày sẽ thua luôn bảo bối cuối cùng của ông già họ Cố đấy. Đương nhiên theo rồi. Ngồi ra. Cuốn sổ đỏ tổ trạch của Cố Thị Đạo, giá 100 triệu tôi sẽ đặt luôn. Theo chứ. Ba đi rồi à? Đó là tổ trạch của chúng ta đấy. Câm miệng. Thằng nhãi, mày có thù với ông già họ Cố à? Còn muốn làm cho ông già họ Cố này chết tiệt triệt đỡ luôn sao? Tao theo mày là 100 triệu. Tao muốn xem thử mày có bản lĩnh gì. Ô Dương tiểu thư, làm phiền cô đến mở công bài cuối cùng. Được thôi. Trước khi thi đấu, người ta đang nói chuyện với anh đấy. Có cái tên Âu Dương Lạc Lạc, bà chủ câu lạc bộ này. Thế nào, hứng thú với tôi rồi? Tôi có nghe Cố Thị Đạo nói các cô là thầu giải đấu này, muốn kiếm tiền sâu theo phần trăm của cả trận đánh bạc. Đây là quy tắc của ngành này. Anh không hiểu sao? Nếu tôi có thể giúp tổng số tiền cược hôm nay tăng hơn 800 triệu, cô có hứng giúp tôi một việc nhỏ với tiền đề thi đấu công bằng không? Mày đùa cái gì thế? Làm gì có chuyện giữa trận đấu lại chối lại đổi Kurobi? Bài đã sáu rồi, chẳng qua chỉ đổi người lật bài thôi. Tôi rất tò mò, vì sao ông lại phải kích động như vậy? Cái này, giả phú tần, còn có vấn đề sao? Tôi cảm thấy chuyện này chẳng có gì là không hợp lý cả, chẳng qua tôi chỉ mở công bài cuối cùng thôi. Cố Nhợ Đạo, giá trị căn nhà tổ trạch của ông bao nhiêu? Tầm 100 triệu, tổng tiên sinh ngài định. Toàn bộ tài sản của tôi là hơn 28 triệu, tôi đặt chỗ ông. Tôi muốn mượn cái sổ đỏ tổ trạch của ông. Nếu thua, tôi sẽ bồi thường cho ông khoản tiền còn lại. Nguyên nhân chủ yếu tôi giúp ông là vì tiền. Nếu đã được lâu Âu Dương Lạc Lạc đồng ý giúp đỡ, chỉ bận chơi lớn một chút. Muốn cược với tôi một ván không? Cộng thêm giấy tờ đất của ông. Nếu tôi thắng, ngồi phần vốn có của ông, có thể tiết kiếm thêm một ít nhất 100 triệu. Giả tiên sinh nghĩ xong rồi chứ? Có thêm 100 triệu với tôi tiên sinh không? Ông nghĩ hơi lâu rồi đấy. Theo kế hoạch, bài của thằng nhãi này rất nhỏ. Dù mình không được đồng hồ thuận, hắn cũng không thắng được. Nếu Kobe không cách nào mà giúp được mình, vậy mình tự giúp thôi. Có điều, để đề phòng vạn nhất, mình buộc phải dùng chút thủ thuật. Tôi theo. Tên này định đổi bài. Lát nữa tôi sẽ đặt thêm tiền cược. Mau lật bài đi. Mời hai vị mở bài. 7 rô 2 cơ. Cái này sao lại như vậy? Vậy tôi sẽ tuyên bố kết quả ván đấu đầu tiên. Giả tiên sinh thiếu một con nữa sẽ được đồng hồ thuận.
Rất đáng tiếc, cho nên quân bài lớn nhất là Abed. Tớ tiên sinh có hai con hai, cho nên người thắng ván này là thằng nhãi mày ăn gian. Giả Phú Tần, làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Ông và tôi đều kiểm tra bài trước khi chơi. Hơn nữa cả quá trình đều có camera. Nếu gian lận chỉ có cách duy nhất là thông qua Kurobi và nhân viên ở đây. Có điều, người muốn đổi Kurobi là tôi, cho nên hay là chúng ta kiểm tra thử xem. Mày, nếu vậy, đã phá vỡ nghi ngờ của hai vị tiếp theo sẽ do đích thân Âu Dương Lạc tôi làm Kurobi. Vậy, cực cho cậu, cực cho Âu Dương tiểu thư rồi. Đúng rồi. Theo ước hẹn đã định viên ngọc này đã trả chúng tôi rồi. Giảm bớt 10 triệu trong số tiền ông thua. Mau đi bộ số tiền ông đã thua, bắt đầu tăng tiền cược rồi đấy. Thằng nhãi mày bớt khoa trương đi. Lát nữa chắc chắn tôi sẽ cho mày thua đến mức gọi cho cha mẹ. Nếu hắn động tay động chân không thể nào mà qua khỏi mắt mình, chắc chắn là do mình sơ suất. Lát nữa dù không ai giúp mình cũng có thể thắng. Cầm lấy đồ của ông này. Ân đức của Đường tiên sinh con muốn nhất định cả đời không quên. Đừng vội cảm ơn. Tiếp theo, giờ mới là bắt đầu. Giả tiên sinh bên này đã tăng xong tiền cược. Chúng ta bắt đầu ván thứ hai. Bắt đầu từ ván này, mỗi ván tôi sẽ thay một bộ bài mới chưa khui. Cũng vậy thôi, với tốc độ của mình, người bình thường căn bản là không thể thấy mình đổi bài thêm. Giờ tôi sẽ kiểm tra trước mắt hai vị. Đợi đã, màu sắc và hoa văn sau lưng này. Đây là bản hạn chế do chuyên gia làm bài thiết kế riêng cho câu lạc bộ chúng tôi. Giả tiên sinh có vấn đề gì sao? Ê, lý nào đổi bài ông đánh không được nữa? Đùa cái gì vậy? Tao chỉ muốn nhìn kỹ một chút thôi. Đáng ghét, bài lần này mua của người kiểm tra bài tuôn ra cũng vô ích rồi. Có điều thằng nhãi này trí vậy, có lẽ chẳng có bản lĩnh gì. Thẳng hắn chắc là không có thành vấn đề. Phát bài. Thằng nhãi hôm nay tao phải cho mày thấy thế nào là quỷ cược. Ván thứ hai, ván thứ ba. Hai quân bài mở của tờ tiên sinh là đôi A. Wow, hắn lại thắng rồi. Thắng liên tục 3 ván rồi. Tôi tuyên bố quán quân của giải lần này là đợi đã. Tao muốn đấu thơm với mày một ván tiền cược là toàn bộ tiền trên bàn. Ông nghĩ kỹ chưa? Giờ tổng số tiền tôi đã thắng là hơn 700 triệu đấy. Bớt nói nhảm đi. Trần Tổng. Giả Phú Tần. Mày nghĩ là mày đang lấy tiền ai đánh đánh đi. Hôm nay dừng lại đây thôi. Trong thời gian này mày đừng có rời khỏi đảo Kinh Môn. Nếu không mày sẽ thơ thảm đấy. Ê, còn cực nữa chứ. Trong này có 300 triệu, mày không còn lựa chọn nữa. Hôm nay mày không đánh với tao một ván, cái chết tao cũng không cho mày đi. Nó đơn giản, nó có Ruby quẳng bài lên không trung. Trước khi bà rớt xuống, mỗi người chúng ta rút một quân bài đỏ lớn nhỏ. Quân bài nào lớn nhất? Abit hay là đỏ lớn nhỏ? Đương nhiên không phải Abit, là con Joker đỏ. Tốc độ quá nhanh, ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Wow, là con Joker đỏ. Đi thôi. Tiệc rượu sau khi kết thúc trận đấu. Tài khoản của bạn vừa nhận được 500 triệu ngân hàng chiêu phúc. Đường tiên sinh, ngài nhận được tin nhắn là thông báo rồi chứ? Có điều nếu như theo lời hiện thì tiền vào tài khoản hơi nhiều rồi. Đây đó là thứ đường tiên sinh nên được nhận. Của mối thật sự là không biết nên cảm tạ như thế nào, cho nên xin ngài đừng từ chối. Hai ngày nay, cực khổ cho ngài rồi. Hai ngày sau, mong ngài để tôi được tiếp đãi thật chu đáo. Hai ngày nay cực khổ cho ngài rồi. Hai ngày sau, mong ngài để tôi được tiếp đãi thật chu đáo. Được, dù sao cũng đã nói như vậy rồi. Không, chiều nay tôi chuẩn bị quay về tinh thành. Nếu là vì nhà trường, ngài không cần lo. Tôi đã xin nghỉ phép cho ngài rồi. Là chuyện riêng của tôi cho nên mới phải quay về sớm một chút. Nếu đường tiên sinh còn có việc, vậy chúng tôi không miễn cưỡng nữa. Sau này còn gặp lại. Bên đường hạ sắp sắp đến lúc kiểm nghiệm sản phẩm rồi. Mình phải tranh thủ ra vào công ty. Mau nhìn kìa tiểu thư, Âu Dương Lạc Lạc, Đường Tu. Hóa ra là anh đó đấy. Thằng nhóc anh có bản lĩnh đấy. Nhờ phúc của anh,
Mình tôi kiếm được nhiều tiền phí hơn một chút. Đã làm phần thưởng cho anh, tối nay anh có thể cùng ăn tối với tôi nên biết đây là cơ hội hiếm có đấy. Lạc Lạc, anh nói này, em nhìn phía trước đi. Ê, sao anh không lịch sự chút nào vậy? Tôi không có hứng thú của tìm người khác đi. Anh nói gì? Đường Tu tiên sinh đã có sắp xếp khác. Chúng tôi sẽ không miễn cưỡng quay về, cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm Long Chính Vũ nha. Bạn của Long Chính Vũ cũng là bạn của chúng tôi, tương lai còn dài. Sở Ngạo Kinh Thành, đúng không? Tôi nhớ rồi, cáo từ. Vẫn thua Long Chính Vũ. Lạc Lạc, em điên à? Không thể tha thứ. Đường Tu trước giờ chưa có người đàn ông nào dám từ chối lời mời của tôi. Trước khi về Tinh Thành phải đến chợ dược liệu ở đây một chuyến, nó không chừng có thể gặp được dược liệu không tệ. Đường tiên sinh, chúc mừng Đường tiên sinh đoạt giải quán quân. Miêu Mổ Cao Phúc được xem một trận đấu xuất sắc. À là anh à, xem ra anh đã uống thuốc của tôi rồi. Nhờ phúc của ngài, thương tích tối qua của tôi trên căn bản đã khỏi. Ừ, vậy sau này gặp lại. Dám hỏi Đường tiên sinh từ đâu đến, xin lỗi tạm thời không thể nói. Thất lỡ rồi. Anh không có sát ý, nếu không tay của tôi có lẽ đã ở trong cổ anh rồi. Nếu có lần nữa, anh chắc chắn sẽ chết rất khó cô đấy. Mình dùng chân khí đấm một đấm, vậy mà bị cậu ta dùng một ngón tay chặn lại. Đường tiên sinh thật ra Miêu Mổ muốn mua phương thuốc tối qua của anh. Ngồi ra, không biết được Đường tiên sinh biết gì về hung thú. Lẽ nào Kinh Môn đảo đã xuất hiện hung thú? Đường quốc lộ dọc bờ biển đảo Kinh Môn. Hạ tiếng sau khi kết thúc trận đấu. Đường tiên sinh, ngài hãy xem tin nhắn ở trên điện thoại đi. Tài khoản của bạn nhận được 10 triệu ngân hàng Chiêu Phủ. Anh cũng rộng rãi nhỉ. Đường tiên sinh chớ cười. Miêu Mổ chỉ có chút tiền của. Có điều so với công phu của Đường tiên sinh, ngài đây chẳng đáng là gì. Ngài bằng lòng bán phương pháp luyện chế tôi thể dịch cho tôi. Miêu Mổ đã rất cảm kích rồi. Ban nãy Miêu Mổ thất lỡ, mong Đường tiên sinh bỏ qua. Nội công thâm hậu như ngài lần đầu tiên Miêu Mổ được nhìn thấy. Ngài bằng lòng bán phương pháp luyện chế cho tôi. Nói về chuyện hung thú đi đã. Tháng trước tôi có nghe nói nơi này có một hải hiệp sơn trang mỗi mùa sẽ cung ứng một loại sinh vật lớn biển sâu đặc biệt. Lúc đầu tôi cũng chỉ là nghĩ là sinh vật biển sâu bình thường, nhưng mấy ngày trước tôi đã nhìn thấy thi cốt của một vài sinh vật. Sau khi tôi xác nhận ba lần đó là cá mập trắng lụa nhỏ, theo lý thuyết loài vật này lớn nhất cũng dài không có 2 mét, nhưng bộ xương kia dài 4 mét hơn nữa. Trên xương vẫn còn tồn tại chân khí và nguyên khí, cho nên tôi mới dám đoán đó chắc chắn là một hung thú từng tu luyện. Còn mà tôi thấy tu vi bình thường bị bắt cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu có thể tìm được hung thú tu luyện ra trung nguyên, với những người tu đạo như chúng ta sẽ là thu hoạch không nhỏ. Cho nên tôi muốn mời Đường tiên sinh cùng tôi ra biển săn bắt hung thú. Không những chân nguyên, chỉ còn hung thú từng tu luyện thì cốt của chúng đều là nguyên liệu cực phẩm. Đương nhiên đầu tiên anh phải biết cách sử dụng đã. Đường tiên sinh, ngài rất biết cách sử dụng những thi cốt này sao? Về mặt này thật sự là Miêu Mổ không hiểu gì. Sau này mong Đường tiên sinh chỉ giáo thêm. Tôi nghĩ chắc chắn chủ nhân Hải Hiệp Sơn Trang này sau khi dùng thịt hung thú xong mới vứt những thi cốt này đi. Nếu Đường tiên sinh có thể dùng thi cốt thì ngài cứ lấy hết đi. Đến lúc nếu có hung thú cho nguyên chia cho tôi một viên cho nguyên là được. Làm theo anh nói đi. Được Miêu Mổ vô cùng cảm ơn. À, chúng ta đến rồi. Đây chính là Hải Hiệp Sơn Trang. Phòng bao riêng 708 Hải Hiệp Sơn Trang. Miêu tiên sinh, chào mừng, hôm nay muốn ăn gì? Giám đốc Dư, tôi đưa bạn đến ăn cá mập trắng. Xem ra phương pháp tu đạo trên địa cầu vừa cơ bản thống nhất với tiền giới. Có điều, cho dù là Miêu Ốm Đường hay là Trần Chí Trung, hiểu biết và bản vận dụng của họ đối với chân khí, nguyên khí và linh khí đều rất thấp. Vậy tôi đi chuẩn bị món, ngài đợi lát một lát. Làm phiền. Đường tiên sinh mời ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Ngày mai xuất phát sớm. Ban nãy khi vào tôi nhìn thấy có võ cảnh đứng chốt. Chủ nhà hàng này là ai?
Chỗ của Sơn Trang này là tộc trưởng gia tộc họ Đường ở Kinh Thành. Nghe nói thế lực Đường gia này đứng thứ năm cả nước, rất ghê gớm. Có điều vị này tuổi tác đã cao, giờ còn cả đường đông của ông ta quản lý Sơn Trang. Khi có chuyện quan trọng ông ấy mới tới. Tối nay ở đây có tổ chức một cuộc bán đấu giá cá nhân, có lẽ ông ấy sẽ xuất hiện. Bán đấu giá bán thứ gì? Sản phẩm bán đấu giá của buổi đấu giá Tử Kinh Hoa này đều là những kỳ trân dị bảo giá trị cực cao, đương nhiên cũng bao gồm rất nhiều dược liệu quý hiếm. Đây cũng là một trong những mục đích mà tôi đến đây. Làm phiền rồi, lên đồ ăn cho các ngài. Đây là cá mập trắng vừa thái xong. Hiểu rồi, vậy tối nay cùng đi xem thử đi. Hai vị từ từ thưởng thức, cái này còn ăn lúc còn tươi, các bố là anh sẽ lên ngay. Làm phiền giám đốc Dư rồi. Mời đồ tiên sinh. Đồ tiên sinh thế nào? Không thể, cái này tuy tu vi bình thường nhưng thực sự là hung thú. Ngày mai trước khi lên đường tôi phải chuẩn bị vài vật phẩm cần thiết. Ngoài ra, giám đốc Dư à, xin hỏi giờ chủ nhân Sơn Trang có đây không? Xin lỗi quý khách, lão già câu nói chính xác hôm nay có tới không? Có điều, ông chủ đường đông của chúng tôi có lẽ là có tới. Tôi là đường đông ông chủ ở đây, xin hỏi quý khách có chuyện gì? Mời. Hai vị đến không đúng lúc rồi, vì buổi đấu giá khách rất đông, giờ ở đây chỉ còn lại 4 bộ thi cốt cá mập trắng. Giám đốc Đường đúng không? Bộ thi cốt này ông bán bao nhiêu? Tình huống bình thường chúng tôi không bán, vì bắt được một con cá mập trắng thế này là cực kỳ khó. Tôi ra giá 50 vạn đã mua xương cá mập trắng này, da và máu. Từ hôm nay cho đến nửa năm tôi lấy hết. Ngài nói 50 vạn á? Không sai, 50 vạn. Có điều 4 con này chỉ còn xương đầu nên tôi trả anh là 20 vạn một con. Cái này không thành vấn đề. Cái điều không biết vì sao ngài chỉ cần trong nửa năm. Sau nửa năm những thi cốt này không có tác dụng với tôi nữa. Nếu không vấn đề gì nữa, giờ tôi chuyển khoản là 80 vạn cho anh. Nếu quý khách đã có thành ý như vậy, vậy thì cứ làm theo ngài nói đi. Tiền đã chuyển vào tài khoản anh rồi. Được, lát nữa tôi cho người xác nhận rồi nhanh chóng gửi hàng cho ngài. Hợp tác vui vẻ, những bộ xương khác ngài định gửi đi đâu? Làm phiền gửi đồ đến Tinh Thành. Tôi sẽ cho anh địa chỉ và số điện thoại người liên hệ. Nói vậy ngài là người Tinh Thành. Đợi đã, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Đúng rồi, còn phiền anh giúp tôi cứ người vào thành phố mua giúp ít đồ. Lát nữa tôi sẽ gửi danh sách vào di động của anh. Mấy chuyện này nhỏ có gì phiền phức chứ. Ngài có yêu cầu gì cứ phân phó là được. Vậy không có chuyện gì nữa, chúng tôi đi trước đi. À đúng rồi, vẫn chưa biết quý khách xưng hô như thế nào. Tôi tên là Đường Tu, cáo từ. Anh ta cũng họ Đường, mình biết rồi, chẳng trách là cảm thấy quen quen. Mình nhìn kỹ thì hơi giống, không trùng hợp như vậy chứ. Hiện trường buổi đấu giá là 7 giờ. Sao Đường Tu còn chưa thấy tới? Sắp bắt đầu rồi. Các vị khách quý, mau ngồi vào chỗ. Buổi đấu giá của chúng tôi sắp bắt đầu. Đoàn tiên sinh, có chuyện gì làm trở nãy sao? Giám đốc Đường mua đồ giúp tôi xong rồi, tôi đi xem thử ngày mai đi biển cần dùng. Hóa ra là vậy, vật phẩm đấu giá ngài xem rồi chứ. Có hứng thú với thứ gì không? Giờ chúng ta bắt đầu buổi đấu giá hôm nay. Vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay là một vật phẩm vẫn là thạch từ thành tinh khác. Thành phần của nó là hoàn toàn khác với bất kỳ vẫn thạch nào đã từng xuất hiện khác. Thành phần của nó là độc nhất vô nhị nên vẫn thạch này có giá trị sưu tầm rất lớn. Giá thấp nhất là 5 triệu, mỗi lần hô giá ít nhất là 500 ngàn và bắt đầu đấu giá. 07, 6 triệu, 7 triệu, 18, 8 triệu, số 9, 20, 29, 10 triệu. Giá bây giờ đã là 10 triệu, còn có ai đưa ra giá cao hơn không? Không ngờ một hòn đá nhỏ như vậy mà đã hét lên 10 triệu, 15 triệu, số 16, Đường tiên sinh. Công tử nhà ai phá gia vậy? Wow, thằng nhóc này đang đốt tiền à. Hòn đá này cũng lắm là 10 triệu. Dĩ nhiên các người không biết giá trị của hòn đá này, nó có thể dùng để luyện thời không chỉ giới, luyện không thạch. Không phải bọn nãy hỏi tôi là nhắm đến thứ gì sao? Chính là mảnh vẫn thạch này. Hóa ra là vậy. Thế Đường Tu chém chắc chắn là không bình thường. Có điều để duy trì mối quan hệ tốt mình bớt hỏi thì hơn. Số 8, 20 triệu. Vị tiên sinh này ra giá 20 triệu, cũng có ai muốn ra giá nữa không?
Còn có ai ra giá cao hơn vị lão tiên sinh này không? Lão già này là ai? Lợi hại quá, có tiền tùy hứng à? 20 triệu mua một hòn đá, điên thật rồi. 16, 30 triệu. Số 8, 40 triệu. Đợi tiên sinh. 16, 60 triệu. Còn có ai ra giá cao hơn 60 triệu không? 60 triệu lần 1, 60 triệu lần 2, 60 triệu lần 3. Thành giao. Tôi tuyên bố khối văn thạch này đã được tiên sinh trẻ tuổi đẹp trai này đấu giá được. Đường tiên sinh, đằng sau không có món nào tôi cần. Tôi đi nghe điện thoại đã, lát nữa gặp. Tiếp theo chúng tôi lập tức bắt đầu đấu giá một nhân sâm 8.000 năm. Alo, ban nãy hơi ồn, cô nói đi. Đường tiên sinh, hàng mẫu của ngài đã được đưa tới cơ cấu kiểm nghiệm chuyên nghiệp rồi. Thành phần thảo dược bên trong thuần tự nhiên, phương pháp phối chế của độc nhất vô nhị trên thị trường. Khoảng thời gian này tôi đã tự sử dụng, công hiệu của nó tuyệt đối, hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào trên thị trường. Suy nghĩ cho tương lai nên tôi đã dừng danh nghĩa của ngài đăng ký quyền sáng chế. Nói vậy Khang Hạ tiểu thư đã quyết định hợp tác với tôi rồi. Không sai, ngày mốt tôi sẽ đến Tinh Thành bắt đầu thành lập công ty. Tôi sẽ dẫn đội ngũ cùng đi, đến lúc đó chúng ta gặp mặt sẽ bàn bạc cụ thể. Giờ tôi đang ở thành phố khác, có thể còn phải vài ngày nữa mới về. Tôi sẽ chuyển khoản cho cô 10 triệu trước, cô cứ trực tiếp bắt đầu là được. Khi nào về tôi sẽ liên lạc với cô. Cảm ơn đồ tiên sinh tín nhiệm. Vậy vài ngày nữa gặp. Hợp tác vui vẻ, tôi cấp máy sẽ chuyển tiền cho cô. Sao rồi? Hả? Hắn nói sao? Bạn đã nhận được 10 triệu tờ vào tài khoản. Andy, Mickey, ngày mốt chúng ta đi Tinh Thành. Được, đi Trung Quốc thôi. Phải mau chóng để công ty này vận hành. Bắt đầu kiếm tiền bằng không, nếu lại gặp vật liệu cao thấp như mảnh vỡ thời không. Thế này, ai biết chút tiền trong tay mình sẽ cầm cự được bao lâu? Đồ tiên sinh, sao anh cũng ra ngồi? Đấu giá kết thúc rồi sao? Hey, lần này tôi đến vì nhân sâm ngàn năm. Ai ngờ bị một đại gia mua với giá 300 triệu rồi. Tôi cảm thấy cũng không đáng cho nên. Nhân sâm đó tôi xem rồi, chẳng phải ngàn năm đâu. Giá đưa ra là 50 triệu đã cao rồi. Wow, là vậy sao? Tốt quá, xíu chút nữa là hố một khoản lớn rồi. Còn lại đâu là mấy bức tranh chữ, tôi đi giao tiền rồi lấy vân thạch, chúng ta đi thôi. Đường tiên sinh có thể không biết, hội đấu giá tủ kim hô này hàng năm đều có một vật phẩm bí mật. Thông thường sẽ đặt ở cuối cùng, đều là vật phẩm đấu giá quan trọng nhất của buổi đấu giá. Vật phẩm đấu giá bí mật năm nay nghe nói là một thứ đáng giá nhất trong các mùa đấu giá từ xưa đến nay. Các vị, vật phẩm bí mật năm nay là một hòn đảo tư nhân trên Thái Bình Dương. Đảo Cửu Long giá của nó là 500 triệu. Sao có thể như vậy? Vị trí và địa thế hòn đảo này rất dễ tụ tập linh khí thiên địa, là bảo địa phong thủy tuyệt vời để tu luyện. Đây rõ ràng là Cửu Long Thổ Châu mật cảnh. Biệt thự của Trần Chí Trung ở Tinh Thành. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc cũng đột phá cảnh giới. Tu vi của sư phụ thật tuyệt vời, không nghĩ tới chỉ là sơ cấp công pháp. Mình liền đột phá giới hạn của 10 năm kia. Sư phụ chào buổi tối. Chào, trong chiếc trung này ta có một chuyện rất là phiền phức. Người có thể điều động tài chính nhanh nhất là bao nhiêu? Ta bên này đang cần mượn dùng. Đại khái khoảng là 30 vạn. Nếu như không gấp thời gian nửa ngày chuẩn bị tầm 50 vạn, không có vấn đề gì. Vị tiên sinh này ra giá 14 vạn, còn có người nào ra giá cao hơn không? Được 30 vạn, hiện tại hãy chuyển nó cho ta theo số trên. Được, được, ta sẽ sắp xếp chuyển ngay. 15 vạn lần 1, 15 vạn lần 2, số 38, 18 vạn. Cái hòn đảo này ta muốn có nó. Đường tiên sinh, ngài trở về rồi à? Hiện tại ra giá 18 vạn, người mập mạp kia chính là lúc nãy tăng giá. Hóa ra là hắn. Cái gì là thiên ký trận, không phải chỉ là một khối ô vuông thôi sao? 30 vạn đã được chuyển vào tài khoản của ngài. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn mà có 30 vạn? 18 vạn lần 1, 18 vạn lần 2, số 16, 20 vạn. Hắn có nhiều tiền như vậy à? Wow, là người lúc nãy đây sao? Tiểu tử này làm sao có thể móc ra nhiều tiền như vậy? Khủng khiếp, 22 vạn, 25 vạn.
Này tiểu tử, cô nắm đâu ra nhiều tiền như vậy, ta nghi ngờ đi. Vậy tiên sinh này, nếu như đập xuống rồi mà không giao tiền, nhưng là phải thừa nhận hậu quả rất nghiêm trọng nếu ngài không muốn lo lắng. Nếu lấy diện mạo, tình biểu người đến cùng có tăng giá không? Có thể sao? 25 vạn giờ đã vượt qua quá nhiều. Theo như luật không ai tiếp tục tăng giá, mau gõ búa. Có thể, sao? 25 vạn giờ đã vượt qua quá nhiều. Thế như luật không ai tiếp tục tăng giá, mau gõ búa. 25 vạn lần 1, 25 vạn lần 2, bàn giao. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, chúc mừng Đường tiên sinh. Này, tiểu ngải hãy nghe ta giải thích. Nói sẽ mua cho ta hòn đảo, tiểu tử đã đến liền đấu với nhau, sau đó lại không muốn mua. Tiểu ngải, là hắn. Đường tiên sinh, buổi tối có rảnh không? Nghe khẩu âm cuối của ngươi là người ngồi địa là đến chơi phải không? Đẹp trai như thế này mà chưa có bạn gái sao mà có muốn cùng ta? Cút! Xem ra con mắt của ngươi chọn nữ nhân rất là kém cỏi đi. Rốt cuộc tiểu tử này có vấn đề làm cái gì? Đến để làm cái gì? Hải Hạp Sơn Trang phòng số 607, 10 giờ đêm. Tuy rằng nhãn thời không để đến Tây, có điều luyện chế còn cần chân nghiên hổ diễm. Không biết chân nghiên trước của giao sà có thể dùng hay không. Ngoài ra, Cửu Long đảo làm sao quản lý ta cũng không có chút đầu mối nào. Đường tiên sinh, ta tắm rồi, ngài cũng đi đi. À không vội, ta có chút chuyện muốn hỏi. Nếu muốn hợp tác, ta nghĩ là vẫn còn hiểu rõ thân phận của người. Ồ, xin lỗi, tôi đã quên điều này rồi. Ta là Hải Thanh Miêu gia tộc trưởng, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Miêu Thị. Tôi xem như là một tán tu sư tôn là ân tựa đạo nhân. 10 năm trước, lão gia nhân người đi về cõi tiên. Có điều là tiếng tâm năng đố vẫn không giảm. Đường tiên sinh, ngươi đừng có nói là không biết thầy của ta. Xin lỗi. Kỳ thực sự là ta đối với người giới tu đạo cũng không biết nhiều. Ta tạm thời cũng không biết nói cho ngươi từ chỗ nào. Không còn lâu ý, ta đi ăn muộn. Từ trước đến giờ không phải lỗi cường nhân kia thì ta không yếp. Huống hồ ngài còn cứu ta. À, cảm tạ, có điều. Có thể nói cho ngươi biết về ta thế này. Ta chính là một tên học sinh. Gần đây đang nắm giữ bí phương chuẩn bị là bắt đầu làm ăn về mỹ phẩm. Thì ra là như vậy. Nếu có thể hỗ trợ một phần nào đó, được tiên sinh cứ nói một câu. Kỳ thực ta thật là còn có chuyện muốn thỉnh giáo người. Người có kinh nghiệm quản lý và hòn đảo không? Đúng rồi, ngài có thể thuê một quản gia đến giúp ngài quản lý. Ta vừa mới biết được là một công ty Anh Quốc rất nổi danh, ngài có thể xem sao. Chủ yếu vẫn là vấn đề nhân viên. Ta không muốn tìm người xa lạ đến quản. Điều này cũng không thành vấn đề. Bọn họ huấn luyện nghiệp vụ cho quản gia. Ngài có thể tìm người giới thiệu là ta. À, cái này còn có biện pháp nào khác không? Không còn sớm nữa, ngài cũng đừng ngủ sớm đi. Sáng sớm còn xuất phát nữa. Được rồi, ngủ ngon. Kinh môn đảo cảng cá số 3. Đầu tiên sinh, đồ vật thu thập được đều không hơn không kém. Thế nào? Chiếc này là chiếc thuyền đánh cá lớn nhất ta tìm ở kinh môn đảo rồi. À, sợ là vẫn còn nhỏ. Tu vi bình thường cá mập trắng đều dài 4 m. Nếu như muốn tu luyện, người thật sự muốn ra. Nói cũng nói là điều kiện hiện tại không cho phép lựa chọn nào khác. À, vậy làm hết sức đi. Đáp ứng người một viên chân nghiêng và sẽ đưa người sau. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Đảo Hải vực Kinh Môn, 1 giờ chiều. Linh khí từ nơi này càng ngày càng nặng. Chẳng trách sẽ xuất hiện hung thủ. Đường tiên sinh, đồ uống. Nếu theo tốc độ này đến lúc đó sẽ đến muộn đấy. À, nếu không phải vì cái kia, thời gian này ta sẽ đi nghỉ ngơi. Còn đường tiên sinh ngài, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đi xuống đuôi thuyền. Vậy được, tôi đi nghỉ ngơi đây. Ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nói không chừng có thể đột phá ma biệt cảnh lên sinh dục cảnh. Miêu tiên sinh,
2 giờ chiều à? Là thuyền trưởng à? Có chuyện gì à? Ta vừa mới ngủ dậy. Ngài tốt nhất hãy đi ra nhìn một chút. Bằng hữu ngài Đường tiên sinh hắn, Đường tù hắn làm sao? Làm sao đột nhiên thay đổi trước khi xuất phát? Dự báo là trời nắng mà, gió thật lớn. Này, là muốn bảo luôn hay sao? Ông vừa nói Đường tu hắn làm sao? Ngài hãy xem đi. Đường tiên sinh trên người phát ra ánh sáng kỳ quái, bầu trời lại đột nhiên thay đổi. Sức mạnh ở trong cơ thể của Đường tu đã có thể làm ảnh hưởng đến bầu trời rồi sao? Cẩn thận! Ông mau gọi thuyền viên thả neo xuống, sau đó mọi người hãy đi vào kho, chờ bầu trời soi dịu lại rồi ra. Được, ta lập tức làm ngay. Được, ta lập tức làm ngay. Nhiều chân khí như vậy mình phải nắm lấy cơ hội, không được lãng phí. Có thể thử xem. Đánh cược một lần, xem thử có thật hay không. Luân khí thật mạnh mẽ, những khí này ẩn chứa lực lượng kinh người. Đừng tu là làm sao đó để chuyển đó nó đi, để nó luyện đi. Có điều là nếu ta có thể hấp thu những thứ này thật, vậy thì không khách khí. Bảy giờ tối, đột phá sinh nhục cảnh. Đường tiên sinh, à, chúc mừng ngài. Lúc nãy tôi ở phía sau, ngài mượn khí của ngài tỏa ra dùng để tu luyện. Lúc trước không thể phá tan cái bình cảnh, bây giờ cũng có thể phá tan. Xem ra khí chất của ngươi cũng tăng lên, mặt sau của tu luyện là không nên quá nóng lòng mà thất bại. Cơ sở cốt lõi bên trong mới là trọng yếu. Cảm tạ đường tiên sinh, miêu mô sẽ tiếp thu. Lớp nãy tôi ở phía sau ngài mượn khí của ngài tổ ra dùng để tu luyện, lúc trước không thể phá tan bình cảnh, bây giờ cũng có thể phá tan. Xem ra khí chất của ngươi cũng tăng lên. Ờ, như cái này mới đọc xong rồi em mà. Sorry nhé. Miêu tiên sinh, đã đến rồi. Các ngươi nhìn xem phía trước chính là... À, hay... Ác Long Đảo, đưa tiên sinh, đây chính là hung thú qua lại Ác Long Hải vực đang tiến đến chúng ta. À, hãy lấy hàng mà ta mua từ đường kinh lý dọn ra đi. Đường tiên sinh, đây là những hộp cuối cùng. Đây là thủy tinh nghiền thạch. Đường tiên sinh, ta không hiểu những thứ nghiền thạch này nhìn rất là bình thường, cũng không có giá trị gì. Ngươi hãy nhìn đi, thủy tinh thiên nhiên rất thường gặp, bên trên nó cũng đã trải qua vạn năm, thậm chí là thời gian còn dài hơn. Linh khí là thiên địa rất nhiều. Chỉ cần muốn sử dụng á, đừng tưởng miếng thủy tinh này không có chút giá trị nào. Đừng để làm pháp khí bay trận rất là tốt đấy. Ngài còn biết trận pháp. Ta có thể bình an vô sự xông qua thiên cơ trận. Không đơn thuần là chỉ là dựa vào nội công. Còn lấy nhiều thứ cũng rất là giống như vừa rồi, toàn bộ thu nhập chân khí cùng bí pháp trận pháp, cùng bí quyết trận pháp. Nhưng làm sao mà trước khi trời tối phải vào được cái xung quanh hải vực Ác Long Đảo? Lượng công việc vẫn còn rất lớn, tốt nhất là nên nắm chặt cái thời gian đi. Ta hiểu, cho hỏi ngài bày trận mục đích là... Đầu tiên là nếu như chúng ta chờ hung thú xuất hiện, cái này có chút không khỏi gọi là ôm cây đợi thỏ. Tại vì cái này trận pháp có thể hấp dẫn hung thú, tiết kiệm thời gian. Tiếp theo nếu như có hung thú cấp cao xuất hiện chiến đấu dưới nước, cả ta và ngươi không có lợi. Tốt nhất là dẫn hung thú đến nước biển cạn nơi chiến đấu tốt nhất. Nhưng dùng Ác Long Đảo kia đi. Ác Long Đảo, 9 giờ tối. Đường tiên sinh, đến lượt tôi canh rồi. Ngài vào trong nghỉ ngơi đi. Đến rồi. Để tôi mở quay lại. Tôi rồi. Nó đâu phải là cá mập trắng. Đây rõ ràng là chiếc cự hình bạch ngạc. Khó trách nơi này gọi là Ác Long Hải. Này, hãy thử một chút chân khí hút từ cái bên trong ta xem phương pháp sử dụng như thế nào. Nghe cho kỹ, chân khí nghiên khí cùng hấp thu liên thành linh khí, trước tiên hãy ngưng tụ trong cơ thể, sau đó
Không, không chỉ là đơn thuần sử dụng tu vi trực tiếp phong thích, đem ngân tụ rồi sau đó tập kết lại đến cực hạn, cảm nhận khí trời bên trong mạch tập hợp lại cùng tu vi, sau đó dung hợp. Sau đó mình chỉ dùng một quyền là đánh thắng, đây là lực lượng của mình sao? Đừng có nhúc nhích, ta giúp người phong bế chân khí. Cảm ơn ngài. Đừng có dùng lực quá mãnh liệt, dạng phóng thích chân khí này là chiêu thức dùng để công kích, còn phải chậm rãi thích ứng. Ê, một lát sau ngươi sẽ tự bảo khí mà chết. Ngài lại cứu tôi lần nữa, miêu mổ thật là không biết làm sao cảm ơn ngài. Vẫn là nên tranh thủ nhìn.